Hiền chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hiền chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của luật sư Đỗ Trọng Hiền, kênh cập nhật và chia sẻ trực tuyến các văn bản pháp luật, các bản án, các quyết định của tòa án về hình sự, dân sự, hành chính, thuế, kế toán, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Cập nhật và chia sẻ các kỹ năng về hành nghề luật sư, về thuế, về kế toán, v.v. Cập nhật và chia sẻ hướng dẫn đào tạo học viên, nhân viên về hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, kê khai thuế, quyết toán thuế và các công việc khác có liên quan đến pháp luật về thuế, về kế toán, v.v. Tình yêu khi mua bằng tiền, nhiều khi sẽ mang đau thương muộn phiền bùa vây. Vì cuộc đời chúng ta nhiều thứ quý hơn, mà đối với anh chính là em đây. Bao yêu thương ngọt ngào này giờ như đó à, xóa đi bao vết thương tô thêm màu mới của ánh mặt trời. Bao buồn vui khó phai cho bao tim đó ai. Nắm ánh mắt đôi môi dịu dàng, nụ cười chó chang của đời này sẽ có những lúc buồn phiền nhưng em mà vui lên. Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thì thầy trò chúng ta tiếp tục ôn cái môn pháp luật đại cương. Chúng ta sẽ thực hiện ôn cái chương 2. Đó là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một số câu hỏi ôn tập như sau ha. Thứ nhất là người ta hỏi là bộ máy nhà nước là tập hợp các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, đúng hay sai? Người ta kêu mình giải thích thì mình sẽ cho nó rằng là đúng, bởi vì bộ máy nhà nước là hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc chung thống nhất nhằm thực hiện những nhiệm vụ và chức năng của nhà nước vì lợi ích của giai cấp thống trị. Rồi với câu hỏi là cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể trước khi quyết định phải thảo luận dân chủ, quyết định theo đa số là đúng hay sai, giải thích. Với câu này là sai, cơ quan nhà nước hoạt động dựa trên các quy phạm pháp luật và văn bản chỉ thị, chỉ đạo của cơ quan cấp cao hơn. Với câu hỏi Quốc hội là cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng hay sai, giải thích. Thì câu này là sai, chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đúng hay sai, giải thích. Câu này thì đúng, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân do dân bầu ra và là cơ quan quyền lực nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với câu hỏi Quốc hội là cơ quan quyền lực nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng hay sai, tại sao? Thì chúng ta trả lời là đúng, vì nó theo hướng pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tất cả các quyền lực thuộc về nhân dân mà Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân do dân bầu ra, nên đây là cơ quan quyền lực nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với câu hỏi chủ quyền quốc gia là quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong một lĩnh vực đối nội, đúng hay sai, giải thích. Thì câu này là sai, chủ quyền quốc gia là quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại luôn. Với câu hỏi chủ tịch nước không bắt buộc là đại biểu quốc hội, đúng hay sai, giải thích. Thì câu này là sai, căn cứ vào điều 87 của Hiến pháp năm 2013 thì chủ tịch nước do quốc hội bầu trong số các đại biểu quốc hội. Và sau đây là một số câu hỏi trắc nghiệm. Nhất là hình thức biểu hiện bên ngoài của hệ thống pháp luật là gì? A. Các quy phạm pháp luật. B. Các loại văn bản luật. C. Các văn bản quy phạm pháp luật. D. Các ngành luật. Thì chúng ta chọn câu đáp án là C, các văn bản vi phạm pháp luật. Rồi người ta kêu mình trình bày những đặc điểm của hình thức chính thể nhà nước Việt Nam theo quy định hiện hành. Nhất
chúng ta phải xác định được hình thức chính thể của Việt Nam là như thế nào. Hình thức chính thể là cách thức, tổ chức và trình tự thành lập các cơ quan nhà nước tối cao. Hình thức chính thể của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chính thể Cộng hòa Dân chủ Nhân dân. Thứ hai là chúng ta xác định được đặc điểm hình thức chính thể của Việt Nam về tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quyền lực nhà nước không theo nguyên tắc tam quyền phân lập mà theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phân nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, quyền hành pháp và tư pháp. Bộ máy nhà nước được tổ chức thể hiện bản chất nhà nước của dân, do dân và vì dân. Với câu hỏi người ta kêu mình trình bày bản chất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì mình sẽ trả lời như thế nào? Đầu tiên là mình trả lời về tính giai cấp. Nhà nước Việt Nam được xây dựng và phát triển trên nền tảng giai cấp công nhân và nhân dân lao động với đội ngũ trí thức. Do đó, nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân với nhân dân lao động và đội ngũ trí thức. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Điều này khẳng định trong Hiến pháp năm 2013. Thứ hai là tính xã hội. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của tất cả các dân tộc trong quốc gia Việt Nam, nhằm mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Nhà nước xây dựng thiết chế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để đạt mục tiêu chủ nghĩa xã hội là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Với câu hỏi là căn cứ thực tiễn xã hội, giải thích nhận định bản chất nhà nước Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Về tổ chức bộ máy nhà nước, nhân dân thông qua việc thiết lập nên nhà nước bằng quyền bầu cử các cơ quan quyền lực nhà nước của nhân dân, thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức giám sát, kiểm tra, khiếu kiện các quyết định của cơ quan nhà nước làm thiệt hại quyền lợi của nhân dân. Trong lĩnh vực kinh tế, đối ngoại, Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và bình đẳng trước pháp luật, làm bạn với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở hòa bình, hữu nghị, cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền của nhau. Còn trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa, quy định các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, học hành, nghỉ ngơi, tự do tín ngưỡng và bảo đảm cho mọi người được hưởng các quyền đó. Trong lĩnh vực chính trị, quy định quyền tự do dân chủ trong sinh hoạt chính trị, bảo đảm cho người dân được làm chủ về mặt chính trị. Và tiếp theo là câu hỏi nhận định nào sau đây là đúng về chính phủ ở Việt Nam? A là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, B là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, C là cơ quan đại diện nhân dân, D là cơ quan giữ quyền ban hành các văn bản pháp luật. Thì chúng ta chọn đáp án là A, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Với câu hỏi ở nước ta, người đã thành niên có thể ứng cử làm đại biểu quốc hội hay không? Thì với đáp án này là sai, chúng ta giải thích là 21 tuổi. Điều 27 Hiến pháp năm 2013. Với câu hỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất thì chúng ta đáp án là đúng. Chúng ta giải thích là hình thức cấu trúc của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước đơn nhất được Hiến pháp năm 2013 quy định tại điều 1, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo và vùng biển và vùng trời. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với cái câu hỏi này thì chúng ta cho đáp án là đúng. Chúng ta giải thích là theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cả các quyền lực thuộc về nhân dân mà quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân do dân bầu ra nên đây là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi,
Với câu hỏi nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển gắn liền với xã hội có giai cấp, thì câu này chúng ta sẽ trả lời là đúng, vì nhà nước mang bản chất của giai cấp, nó ra đời, tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp, là sản phẩm của đấu tranh giai cấp và do một hay một liên minh giai cấp nắm giữ. Rồi, chúng ta đã ôn xong một số câu hỏi của cái chương 2 là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng môn pháp luật đại cương. Thầy chúc các bạn ôn tập và thi tốt cái môn này nha. Chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi đóng góp, chia sẻ hoặc cần hỗ trợ tư vấn, các bạn để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư Hiền qua Zalo số điện thoại 0909164167, 0917303340 hoặc địa chỉ email hienluotsu1003@gmail.com. Và các bạn cũng có thể vào trang web nghiệpvukế toán.vn hoặc đổizaluật.vn để cập nhật các tin tức, các bài viết có liên quan đến pháp luật, liên quan đến thuế, liên quan đến kế toán, liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ để kênh ngày càng phát triển. Và bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn an khang, mạnh khỏe, thành công. Hẹn gặp lại các bạn.